Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với chương trình Sala Room với Wamba. Thì hôm nay thì Wamba sẽ nói chung là cái view nó hơi lạ nhỉ, nhưng mà tại vì chấn dịch thì xảy ra là Wamba quyết định là Wamba sẽ về quê bạn. Và từ đây cho số ngày hôm nay cho đến kể cả là những số sau sẽ là cuộc sống của mình ở đây, và mình sẽ gọi là sao ta, trải nghiệm. Mình sẽ đưa những cái clip trải nghiệm review về mọi thứ ở đây, nó sẽ khác hoàn toàn với lại các số ở trên thành phố. Thành ra đây cũng sẽ là một cái dịp để mà Wamba có thể gọi là khám phá những cái mà bản thân mình trước giờ là một dân thành phố chưa từng làm, thì mình sẽ quyết định là mình làm ở đây. Thì bây giờ là đầu tiên là sẽ nói về ẩm thực. Thì thực tế là bởi vì lý do tại sao mà Wamba không đeo khẩu trang là tại vì ở đây là cái khu dân cư, có nghĩa là đây là một cái xóm rất nhỏ và tỷ lệ mà người mắc bệnh ở đây là chưa có một ai cả. Thành thử ra là mình quyết định rằng là mình sẽ cho mọi người thấy cái không gian sống của mình luôn. Ở đây bắt kiến là tại vì không make up. Quay gì xa vậy mấy người? Đi đâu xa vậy? Này là có gà, gà gái mỗi ngày. Đấy, có xoài, có mít, cái lộn, có đủ trái đó. Thì từ từ sẽ lấy cho. Ngoại rút bài nhanh sao ngoại đi phải quay chậm vậy ngoại? Ủa đâu bán đâu cha? Có bán không bé? Ê, có bán đá bào không? Rồi làm còn hai mùa hả? Còn mùa nào không? Còn bán không? Còn gọi lấy mùa này đi. Ok, dịch cho ta đây cũng ảnh hưởng. Từ trước bán quá trời chai luôn, giờ còn 2 chai. Hành xanh mổ này của tôi nhiều lắm mọi người. Nó không bán luôn. Bé đang chặt nước đá. Bé đang chặt đá. Tới lý mà phải qua kia xong mình đặt cái đây. Ở đây sẵn một ly đi thôi. Đặt đi, đặt cái đây một ly đi, đừng không quay lại lấy. Nó phải cho cái nó lại nha. Rẻ ra kìa. Đây thì cái gì cũng rẻ hết và cái gì cũng có hết. Thực ra là không cần phải đi đâu cả, cứ việc ở đây thôi. Con tạt nước cho mình cậu. Trời ơi, bán đi con phim. Nó sẵn sàng nó chạy vô nó bỏ phim.
Làm gì? Vài bữa là sẽ thấy nguyên gia đình chị bé ở trên một cái HTV. Một ly. Nói tôi làm cái bây giờ tại sao tôi không ra đường luôn, tôi ở đây luôn là vậy. Tao đã có hết rồi. Về đây là không có sợ thiếu tiền. Gì cũng rẻ, gì cũng có sẵn. Nghe anh Kiều làm bánh rẻ. Có lấy hương không? Ừ? Có lấy hương không? Lấy hương là sao? Hương hả? Mấy em lấy dưới. Ủa này kiwi. Kiwi. Kiwi, còn này là gì? Cà phê. Sô-cô-la. Thôi lấy sô-cô-la đi. Đây là Sài Gòn bán nhiêu ta? Nhiều quá. Sao cưng?
rủ đi chơi xuồng. Vô đây. Quay tỏi nữa mà khổ quá, không có makeup. Quay nấu ông nấu đi đi đâu lên đó vậy. Đây là cái nớt này là vlog không được nè. Ngon nha. Đây là hôm qua là đã ăn hai hộp rồi đó mọi người, hôm nay là thêm một hộp nữa là ba hộp. Cái ly này cũng là ly thứ hai rồi. Còn cái ly này là cái ly thế nào rồi, tại vì quê lỡ ăn thôi. Thì nói chung là quay một cái số chui chui vui vui như thế này thôi. Tại vì dịch thì không đi đâu được. Và cũng ở trong khu nhà lẫn quẩn thì ở vòng vòng ở đây cũng có khá là đầy đủ hết tất cả đồ ăn. Rồi hoạt động, lát nữa sẽ quay một số các hoạt động như là bơi xuồng nè, rồi bắt cá này kia cho mọi người luôn hen. Và hãy nhớ theo dõi xem xe nhé. Trong thời gian mùa dịch thì chúng ta chỉ có như thế này thôi. Bye bye.